Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu các món ngon từ đậu hũ. Món đầu tiên đó là đậu hũ sốt thịt bằm. Món này sẽ cần có đậu hũ. Anh chị em và các bạn nhớ mua cái đậu hũ mềm mềm thì ngon hơn. Sau đó mình cắt ra. Trời ơi, sao méo quá. Tùy anh chị em và các bạn thích cho nó nhỏ hay lớn nha. Cắt dày đi. Trời ơi, nó xẹo. Rồi cái cắt như vậy. Cái để qua đây. Hai miếng là 800 g. Ở đây là 200 g thịt nạc dăm. Tức là thịt có nạc có mỡ. Anh chị em và các bạn có thể cho máy xay hoặc là bằm cũng được, nên có mỡ một chút để không bị khô. Mình có thể chọn thịt vai hoặc là thịt cổ. Nếu có máy thì chỉ cần 30 giây, không có máy thì bằm hơi lâu một xíu. Mình có 2 gốc hành trắng, 1 tép tỏi, 1 trái ớt. Ớt này nó cay lắm, còn nếu mà ớt không cay anh chị em và các bạn lấy nhiều hơn cho nó đẹp. 1 cái gốc ngò rí, 5 g gừng với lại 10 g của hành tím. Sau đó mình đập ra hoặc xay. Và thật sự là nó lâu lắm rồi đó, mình khuyên vẫn hay xay cho nó nhanh. Đó, chỉ cần vài giây là mình xong. Trừ những cái không có xay được như ngò với hành lá thì mình mới cắt. Trước tiên mình lấy nước để luộc đậu hũ để cho đậu dai và không bị chua. Nếu không có hắc xì dầu, anh chị em và các bạn khỏi cho cũng được. Một cái muỗng canh như vậy là 15 ml, 600 ml nước, 2 muỗng là 30 ml, 1 muỗng canh nước tương, còn gọi là xì dầu hay là tàu vị yếu. Khi nước sôi rồi mới cho đậu vô luộc. Trong 5 phút, cái bước luộc này cũng giúp cho cái miếng đậu nó thấm vị vào trong á. Mình cho nó chìm xuống nè. Sau khi luộc đủ 5 phút, anh chị em và các bạn cho ra rổ, mình để ráo nước. Mình pha sốt 1 muỗng canh nước tương 15 ml, 2 muỗng là 30 ml, 1 muỗng canh dầu hào cũng 15 ml luôn, bột ớt cay 1 muỗng cà phê, bột nêm rau củ quả 1 muỗng cà phê lưng như vậy, 1 muỗng cà phê đường, chút xíu tiêu, một chút xíu siêu bột ngũ vị hương, 50 ml nước tức là khoảng 3 muỗng canh, 1 muỗng canh tinh bột bắp hoặc tinh bột khoai tây, tinh bột năng đều được. Sau đó mình quậy tan. Mình vừa cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn, cho hành, tỏi, gừng, ớt vừa xay nè. Sau khi mình xào cho thơm lên vậy nè, rồi mới cho thịt vô, rồi đánh cho nó tơi ra. Rồi lúc này mình cũng tắt lửa luôn, để mình đánh ra xong rồi lúc đó mình mới làm cho nó rám lên. Nó là nâng lửa thiệt lớn. Lúc này mình cho nửa miếng gia vị. Cũng để lửa lớn, mình cho 150 ml nước hầm xương hoặc là nước sôi cũng được luôn. Cho đậu. Rồi cho hết cái chén gia vị. Bây giờ không có đảo được nữa mà mình chỉ lắc chảo thôi.
Rồi mình sẽ nấu từ từ, rim từ từ cho nó thấm nha. Và chịu khó rim lâu lâu để cho đậu hũ với thịt nó thấm vị. Đây là món ăn vào mùa lạnh, bởi vì có độ nóng của gừng, ớt, tỏi và tiêu. Nãy giờ mình nấu cũng được 15 phút á, ở lửa nhỏ. Đảo cẩn thận thì nó nát bét hết. Chị em nào thích cho nó bóng thì cho một chút xíu dầu mè. Hành ngò mình cho vô là xong. Chị em mình có ớt cho ớt nữa. Món đầu tiên đó là đậu hũ sốt thịt bằm. Để ăn với cơm. Tiếp theo là món thứ hai. Và món thứ hai là bột chiên từ đậu hũ. Món này mình cũng cần đậu hũ luôn. Và tùy theo chị em và các bạn thích làm ít hay nhiều, cũng như là thích cắt nhỏ hay lớn. Mình sẽ cắt bằng với lại cái miếng bột chiên 400g đậu luôn. Nhỏ nhỏ luôn nha, cho nó ngon, chiên cho nó giòn. Rồi cũng đi trụng nước sôi cho nó không có còn cái vị chua nữa. Chị em mình xiên xiên thì làm thêm đồ chua ăn kèm, như là đu đủ ngâm nước đá, đu đủ bào. Và nên cho vào trong đây là một chút xíu muối, 1/2 muỗng cà phê. Rồi nhớ vẩy cho ráo nước, rồi nó cho ra tô. Mình cho 2 muỗng cà phê hắc xì dầu. Rồi xóc nhẹ, nó không to nên nó bể, cho nó đều. Rồi lúc này mình sẽ đổ cái nước này ra. 1 muỗng cà phê đường. Nước tương tùy loại, cái nước tương này nó ngon. 2 muỗng cà phê nước tương. 1 muỗng cà phê hắc xì dầu. 1 muỗng canh nước. 1 muỗng cà phê giấm đen, hoặc là mình cho chút xíu chanh, hoặc là giấm trắng cũng được. Trộn lại anh chị em và các bạn sẽ nếm tùy theo khẩu vị gia đình. Mình cho một chút xíu bột ớt cay cho nó ngon nha. Mình để chút xíu thì thấy nước ra nè. Bây giờ mình phải chắc bỏ hết nước một lần nữa. Rồi mình cho cái bột chiên. Chị em và các bạn coi trong các video kỳ trước mình cũng có chia sẻ rồi. Mình cho và áo đều vô cái bột này. Rồi xóc đều lên. Cho dầu ăn vô chảo đi chiên 2 muỗng canh. Mình cho càng nhiều thì nó đỡ hút dầu. Bột mình thấy nó hút không đủ thì cho thêm, miễn sao là cho nó áo đủ một lớp. Rồi mình cho vô chiên. Chuẩn bị sẵn 1 hoặc là 2 cái trứng tùy theo. Thích nhiều thì cho nhiều, mình chiên ở lửa trung bình thôi. Bếp chín số mình để số 7. Lật trở liên tục cho đến khi thấy nó nâu vàng. Chiên cho đến khi mình nhìn thấy xung quanh miếng đậu hũ vàng hết rồi thì mình cho vào đây 2 cái trứng. Xí xì muối, xí tiêu, nó không có bị tanh và có vị. Rồi mình đánh lên cho nó đều thôi. Mình chắc hết dầu ra rồi mới cho trứng. Cái này không để nắp, bởi vì để nắp là nó mất giòn.
Do đó mình phải chiên từ từ cho đến khi chín. Chiên cho đến khi nhìn thấy trứng chín rồi, mình cho một chút xíu hành lá vô trong chính giữa nè, với lại ngò nữa. Là mình đã xong thêm món nữa, bột chiên từ đậu hũ. Cắt tóc, do đó mình không có đồ chua. Món này các em bé rất thích, bổ nữa. Đậu giòn. Ăn giống như là bột chiên. Cái này mình làm cho hai phần ăn. Ngon lắm luôn á. Và mình sẽ chuyển sang món thứ ba. Một món ngon từ đậu hũ nữa là đậu hũ rang muối. Món thứ ba mình cần miếng đậu hũ 400g. Chị em và các bạn cũng cắt nhỏ ra, nhỏ nhỏ vậy nè. Một đốt ngón tay vuông. 120g thịt mình cắt nhỏ ra luôn, giống như là hạt lựu nhỏ xíu, 1cm. Và cũng nhớ luộc để không bị chua, để giữ cho thịt không bị cứng. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê đường, sau đó ướp nó chung với lại một muỗng cà phê hành, tỏi, gừng, ớt lúc nãy mình vừa xay xong. Sau khi nước sôi, mình cũng cho vào đây một muỗng cà phê muối trong 400ml nước. Cũng luộc 5 phút luôn. Sau đó cũng vớt ra rồi vẩy cho ráo nước. Bước chiên đậu hũ này anh chị em và các bạn đều biết rồi. Mình cho nhiều dầu một chút, trong dầu cho một chút xíu muối để cho không bị văng. Và cũng chờ cho dầu nóng. Lúc này cho 1/2 muỗng cà phê tinh bột bắp. Chị em và các bạn nhớ hôm trước mình khuyên chia sẻ cách chiên không bị văng dầu không đó. Và vẫn với cách này mình chiên cho nó không có bị văng dầu. Rồi cho đậu hũ nè. Và lửa thiệt lớn luôn, cho đến khi đậu vàng. Sau khi đậu hũ vàng đều như vậy rồi, anh chị em và các bạn cho bột chiên giòn 1 muỗng canh, múc vuông lên rồi đảo. Tiếp tục cho đậu vàng thêm chút nữa. Từ từ anh chị em và các bạn thấy cái đậu nó phồng lên, là bên ngoài nó giòn giòn. Và cái dầu này chút nữa mình đổ ra, mình lắng, nếu như thích sử dụng lại, bột nó sẽ nằm bên dưới. Quá chừng ngon. Đổ hết dầu ra, mình cho thịt vô xào. Xào khang vậy luôn á, chờ cho nó thơm lên. Món này anh chị em và các bạn đừng có làm nhiều một lần, mà mình chia ra làm nhiều lần á, giống như nhà hàng, để cho thịt nó chín nóng, không có bị ra nước. Mình cho xi luôn, nhúm nhỏ muối. Nhớ đảo cho đến khi nào mà nhìn thấy thịt chín rồi đó, là lên màu nâu. Lúc này mình hạ lửa nhỏ xuống,
cho hết đậu hũ, đảo chung cái thịt, cho 1/2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm chay, chút xíu xíu muối, rồi đảo chung lại cho đến khi nào anh chị em và các bạn thấy nó có cái màu nâu nâu thì cho vài miếng hành tây đã cắt nhỏ. Hành tây nhanh chín do đó đảo sơ qua thôi. Hoặc là tiêu thì mình có rang muối tiêu, mình cho bột ớt nha. Hành ngò cắt nhỏ, tắt lửa, đảo lại. Đậu hũ rang muối, rau răm cắt nhỏ mình cho lên trên. Chị em mình ăn ớt thì có thể cắt ra. Là mình đã xong những món ngon từ đậu hũ. Cô bác anh chị em và các bạn cùng làm cho gia đình và cùng ăn ngon. Mình khuyên mến chúc nhà nhà luôn được nhiều sức khỏe. Và nhớ đón coi video của mình khuyên với nhiều món ngon. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.